Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình là Lộc Sutiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay Lộc và các bạn sẽ cùng làm một cái chỗ để đồ nha. Tại vì cái rương của mình nó cũng khá là chật rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm nó ở phía trong cái vách đồi này này. Mình sẽ đặt mấy cái trụ trước lên tầm 4 ô nha các bạn. Đấy, rồi sau đó mình sẽ nối ngang này. Nối ngang 3 ô và một cái trụ. Cái này nó kiểu như một cái hầm mai luôn á các bạn. Đấy. Rồi, công việc tiếp theo ấy, mình sẽ đào vô phía trong ấy. Đó, rồi đào ra. Ok các bạn ơi, mình đã đào xong cái phòng kho rồi nè. Đấy. Mình sẽ ốp cái sàn này lại bằng đá nấu nha các bạn. Còn ở phía trên ấy mình sẽ ốp bằng mấy cái slab gỗ bạch dương này. Đó. Tại vì cái đồi này cũng không được cao các bạn, cho nên mình không có định làm ở tầng trên đâu các bạn ơi. Nếu cái đồi này cao thì mình dự định sẽ làm tầng trên luôn ấy. Nhưng mà đồi này thấp quá. Mà không sao đâu. Đấy, mình nghĩ cái kho như vậy cũng tạm ổn rồi. Tại vì đồ thì mình cũng không có quá là nhiều đâu. Đấy, chỉ có điều là mình cần một chỗ hơi rộng rộng xíu để mình có thể chứa đồ thoải mái hơn ấy. Ây da. Đang đặt thì lọt hố rồi. Đó. Rồi. Như vậy ở dưới này khi nào mình nấu đá xong ấy mình sẽ ốp lại luôn nha các bạn. Còn rương ấy mình sẽ đặt như vậy này. Cứ hai ô, cái ô này mình sẽ trang trí này, rồi trang trí rương, rồi trang trí gà rương. Đó. Rương mình sẽ đặt như vậy nhá. Ui, còn thiếu rương kìa. Hiện tại mình cũng đang khan hiếm gỗ rồi các bạn ơi, chắc tím nữa mình phải chặt thêm ấy. Rồi làm thêm rương thôi. Đó, được 11 cái nữa này. Đấy. Rồi, ở đây mình sẽ trang trí. Vì trang trí thì các bạn tí nữa sẽ biết nha. Ok, giờ mình sẽ lấy đá rồi ốp phần sàn lại trước các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt mấy cái bí ngô này này. Đó, rồi sau đó mình sẽ cắt mặt ra để làm cái đèn bí ngô nha các bạn. Đấy, trong cái nhà kho thì cũng cần phải thắp sáng để cho zombie nó đừng có spawn quay. Rồi, ok, giờ thì đập ra thôi. Đó, bí ngô thì mình có trồng được một hạt giống rồi. Hiện tại thì mình chưa cần nhân giống nhiều đâu các bạn. Rồi, được 8 cái này. Đấy, để đặt phía dưới ấy. Đặt vô trong đây. Đó, có nguồn ánh sáng từ phía dưới luôn nha các bạn. Còn phía trên ấy mình sẽ dùng cái đèn đèn đá đỏ, nhưng mà tạm thời thì chưa đâu. Khi nào mình cần thì mình sẽ ốp ở phía trên luôn. Rồi, ở ngay cái chỗ này nè, mình sẽ đặt một cục cát nha. Đấy, đặt vô và mía vô. Đấy, nhìn rất là ok luôn các bạn ơi. Yeah, ở đây nữa này. Bước bước bước. Và ở đây. Đó. Rồi, làm tương tự với bên đây luôn nha các bạn. Rồi, ok cảm ơn. Mình đã đặt xong rồi này. Mà hiện tại mình không có đủ bí ngô để ốp ở phía dưới nha. Khi nào mình có thì mình sẽ đặt vô luôn. Rồi còn ở đây thì mình sẽ làm kiểu như một cái hầm mai các bạn. Đấy, mình sẽ làm một đường thẳng dài xuống dưới, mình chỉ làm kiểu như cho giống thôi, chứ mình không có dùng cái này để đi mai nha các bạn. Hoặc nếu như các bạn muốn thì mình sẽ làm nguyên một căn cứ dưới lòng đất cũng được. Đó, rồi ok rồi. Và ở phần sàn này mình thay đổi các bạn ơi, mình không dùng cái đá nấu đâu, mình sẽ để đất tự nhiên này. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái sẻng để mình dùng chuột phải lên đây để cho thành cái đất, cái đường mòn này này. Đó, nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi vậy là tạm thời là ok đó các bạn. Đó, rồi xong rồi. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi bắt đầu công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm một bộ dụng cụ bằng kim cương đi. Tại nãy giờ mình chặt cây mà xài đồ sắt ấy chặt khá là lâu. Và bây giờ mình sẽ làm nguyên một cái set đồ kim cương luôn, dụng cụ kim cương bao gồm kiếm rồi rìu xẻng các kiểu luôn. Đó. Rồi làm que nào. Đầu tiên là mình sẽ làm cái rìu đi, tại vì mình cần rìu để chặt cây ấy các bạn. Đó, tiếp theo là một cây xẻng để đào đất này và một cây kiếm. Đấy. Xong, còn hai cục. Nhưng mà mình chưa đủ kinh nghiệm để nâng cấp đâu. Hiện tại thì mình chỉ nâng cấp được hai món nữa thôi. Sẽ enchant cây chầm hỏng 3, sắc bén 3. Vậy mình sẽ lấy cái dòng chầm hỏng 3 cho cây rìu nhá. Rồi, bỏ vô. 1 2 3. Boom. Được hiệu suất 3 luôn. Yay. Tiếp theo là cây sẻng có được cái dòng gì nhá. Hiệu suất 4. Chầm hỏng 3. Sẻng hiệu suất 4 á. Ok, mình chơi cái sẻng hiệu suất 4 luôn nha các bạn.
Rồi, hy vọng sẽ có chầm hỏng nha. Boom. Cái sẻng ngon hơn cây rượu các bạn, tại vì nó có dòng hiệu suất 4, con này chỉ hiệu suất 3 thôi, nhưng mà không sao đâu. Đấy, dù sao cũng được cái dòng enchant hiệu suất là mình thích rồi. Rồi mình sẽ cắt mấy cái lưu ly này đi. Đó. Ok. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái chỗ cho bé ngựa nha. Tại vì không ra bé ngựa cũng đi với mình được một tập rồi. Đấy, tập hôm qua. Cho nên hôm nay mình sẽ làm cho bé một cái chỗ ở ngay đây đi. Kiểu như cái vườn bông luôn á các bạn. Đó. Ồ, mà cái này thì nó thưa quá. Vậy mình cần phải làm thêm mấy cái hàng rào này. Mình vừa chặt gỗ thêm á các bạn. Ok, sau khi có hàng rào rồi mình sẽ đặt xung quanh cái chỗ mình đang ở nè. Đấy. Rồi, không biết gì bé ngựa đi ra được không ta. Mình có thể đi ra đi vô được này. Yeah. Đấy, cái này cũng giống như cái vườn bông luôn nha các bạn. Mình phải làm sao để né né cái đường còn có chỗ mà đi vô trong nữa các bạn ơi. Đó, có một cái đường đi dài vô trong. Rồi, ok rồi. Cái này sẽ đặt như vậy này. Đó. Búp. Rồi, vậy là ok rồi. Ồ, cái này phải đập ra này. Đó, rồi phía trong này mình sẽ đặt mấy cái bông mà mình đang có nha. Mình thấy mình có rất là nhiều mấy cái bông hai block này. Bông hướng dương này. Nhưng mà mình chưa có bông đỏ thì phải, đúng rồi. Chưa có bông đỏ các bạn ơi. Đó, đặt vô. Về khi nào mình có mấy bông khác mình sẽ đặt vô thêm nha. Còn gì chúng ta? Để coi mình có bột xương không cái đã. Bột xương đây, đây đây đây, có bột xương này. Đấy. Rồi lấy mấy cái bông này đem vô trong luôn. Đó, lấy bớt các bạn ơi. Bông vàng ha. Bón vô. Úp. Mấy cái cỏ hai block ấy mình sẽ đập bớt các bạn nhìn. Ui. Mình nhìn cỏ hai block không có đẹp cho lắm ấy. Đó. Ui da dạ. Rồi, giờ mình sẽ kiếm thêm một ít cái bông rồi mình để vô trong nha. Ngoài bông đỏ còn bông gì nữa không ta? Ồ, bé ngựa đi tới đây luôn nè. Ồ, về nhà bé ơi. Đấy. Hiện tại thì mình chỉ cho bé một chỗ ở thôi các bạn. Khi nào mình rảnh thì mình sẽ xây cho bé ngựa một ngôi nhà luôn. Đấy, nguyên cái chuồng thì là đẹp. Rồi, mình sẽ cho bé vô. Ồ, gì thì mình đi vô không được. Ây da. Đó. Rồi, vậy là ok rồi. Để mình xem nào. Ủa, có bông vàng kìa. Đấy. Đập mấy cái cỏ hai block nữa các bạn, nhìn kỳ quá. Nhìn nó cứ sao sao ấy. Rồi, đập ra. Đó, tỉ tỉ bớt. Đặt ở đây. Và một cái bông ở đây. Đó, đây mình sẽ làm một cái cổng này. Cái cổng. Rồi. Đấy. Đặt vô đây này. Bị dính lại. Đập ra. Đấy. Búp. Nói lại luôn. Nếu bé ngựa sống một mình ấy, mình sẽ kiểu như đưa mấy bé gà vô ở chung cũng được các bạn. Tại vì hiện tại mình chưa có nuôi gà được ấy. Đó. Rồi. Vậy là ok rồi. Cái này một ô được không ta? Bé ngựa nhảy ra được. Ok rồi. Đấy. Để mình đi xung quanh coi nếu có gà ấy, mình sẽ dẫn mấy bé gà vô ở chung với bé ngựa của mình nha. Rồi ok cảm ơn. Mình đã dẫn thêm được hai bé gà về sống chung với ngựa của mình rồi. Đó, từ đây ngựa mình sẽ có người bầu bạn. Đấy, vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đồ rồi cùng nhau khám phá và tìm thêm kim cương nha. Tại vì mình đang cần kim cương để làm một bộ giáp các bạn. Còn có 2 viên kim cương. Ok, giờ mình sẽ cắt đồ nha. Ok cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá tiếp nha. Hôm bữa mình có gặp được một ngôi làng ở hướng bên đây này. Và các bạn nói là gần cái ngôi làng sẽ có mấy cái tháp canh của bọn cướp dân làng ấy. Cho nên hôm nay mình sẽ thử đi lại một lần nữa và xem coi có tìm thấy cái căn cứ của nó không nhá. Ok, giờ thì let's go thôi. Ở đây hơi khó đi các bạn ạ. Tại vì ở đây rừng cây các kiểu này. Đó, khá là khó đi luôn. Đó, không ai mà ngựa mình chạy nhanh ấy. Rồi, đi tiếp. Mình thấy cái seed của mình ấy chủ yếu là gần sa mạc thôi các bạn ạ. Hôm qua mình đi mà chỉ thấy toàn là cát với cát thôi. Ở đây có trứng này. Yeah. Mình khá là thích ném mấy cái trứng luôn các bạn ơi. Tại vì trứng mình có thể ném nhưng mà không gây sát thương ấy. Để giỡn với mấy con mớp khá là vui luôn.
Rồi lên thật nó thấy con ngựa mình chạy ghê không? Yeah. Có thỏ này. À, chắc sắp tới mình sẽ bắt thỏ về nuôi nha các bạn. Tại đó giờ mình đâu có nuôi thỏ đâu. Mà thỏ như làm được cái gì? Thuốc chạy nhanh. À không, thuốc nhảy cao chứ nhầm. Làm được thuốc nhảy cao các bạn, tại vì nó có cái chân thỏ hay sao ấy. Đó. À, các bạn đừng có để ý là cái làng phiên bản mới này rất là ít mấy anh villager luôn. Đó, anh này anh gì đây, anh thủ thư này. Đó. Bên kia có anh nữa kìa. Người mới á. Ui, nó cho gì vậy? Nó mới giục cho mình cái gì các bạn ơi. Người mới, độ mềm mại, wow. Còn anh này đổi gì đây? À, anh này đổi thịt chim bay, anh này anh linh mục này. Sao nó cho mình cây cuốc này? Ôi cho chạy chạy chả nè. Không cần đâu. Tự nhiên anh cho mình cái cây cuốc luôn các bạn. Wow. Như phiên bản mới này anh dân làng nào cũng biết cuốc hay sao ấy, anh mới cho mình cây cuốc kìa. Nè, này chả nè, chả nè. Đó, lấy đi anh ơi. Tự nhiên cho mình cây cuốc, đánh chuông cái. Rồi đi thôi. Để mình sẽ đi về hướng này nha các bạn. Ở đây còn anh nữa này. Tính ra cũng được. Cái anh này từ hôm bữa tới bây giờ vẫn còn ngồi trong đây, thiệt tình anh luôn á. Đi ra anh ơi. Anh ơi. Thôi kệ anh đi các bạn, chắc anh thích cái ngồi đó rồi. Ok đi tiếp thôi. Có vẻ cái chỗ mình toàn là sa mạc thôi các bạn à. Buồn thế nha. Đi lên quanh. Ui làng này. Về một ngôi làng mới các bạn ơi. Wow. Cái làng này cũng khá là bự ấy. Kìa nó có tuốt trên kia nữa kìa. Bây giờ lúa mấy anh trồng kiểu như bậc thang luôn các bạn à. Đó. Còn nước thì nó chảy tứ lung tung hết. Rồi kệ nhặt giùm mấy ảnh rồi trồng lại giúp luôn. Mấy người tốt mà. Rồi trồng lại. Đó. Còn chỗ nào nữa không ta? Rồi có vẻ hết rồi các bạn. Cái này đất bị nước bị lỗi này, đặt lại. Đó. Rồi trồng lại giúp ảnh luôn. Rồi trồng vô. Búp búp búp. Yeah. Rồi xong rồi đó. Để xem con. Ui. Cái tiếng gì vậy? Cái ngôi làng này spawn hơi ngộ các bạn ơi. nhà này nhà của anh nào đây? Wow, nhà của anh nấu đồ. Anh nấu thịt các bạn. Ở đây có cái giếng của anh Golem này. Có mèo, có mèo. Nhưng mà mình không có đem chỉ, thiệt tình mình cứ quên hoài luôn. Ở đây hai con mèo luôn. Wow. Có dạng pha thuốc này. Yay, vô tình lùm được một cái dạng pha thuốc nữa các bạn. Đó. Ok, nếu các bạn thích mình nuôi mèo ấy thì đừng quên comment nha. Ở tập sau mình sẽ kiểu như ở nhà làm cần câu rồi câu cá, lấy cá đem qua đây bắt mèo nha các bạn. Wow. Giờ mình sẽ đi lên trên coi, ở trên còn nữa các bạn. Đấy. Ở đây cái nhà có banner luôn này. Wow, có cái yên cưỡi. Rồi, cho em xin nha, cho em xin nha. Rồi. Anh này anh gì đây? À, anh này không trao đổi được. Con ngựa mình bị gì vậy? À, ngựa mình bị té dưới kìa. Wow, ngôi làng này có anh Golem bảo vệ luôn các bạn ơi. Được cái xô này, thôi cái xô mình không lấy đâu, mình lấy bánh mì thôi. Đấy, nhà này có banner đẹp ghê á. Rồi đi tiếp đi tiếp. Wow, bên đây thì là cái nhà đất sét vàng. Nhà kiểu như có cái mái hiên các bạn à, cái này kiểu như cái mái hiên này. Đó, được hai cái vạt lấy luôn. Đó, giáp da. Cục đá này chắc không cần đâu, mình lấy cái da bò thôi. Đó. Gì là hết rồi à? Tính ra cũng không bự lắm các bạn ơi. Mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ đi xuống. Để mình thử nhảy xuống. Mình nhảy đó có thể chết đó các bạn ơi. Không được đâu. Nhảy xuống. Yeah. Ở sa mạc mình để ở sa mạc rất là nhiều heo luôn nha các bạn. Ok, bây giờ đi tiếp thôi. Đi vô tình gặp được một cái ngôi làng mới các bạn. Ok, cảm ơn mình đã về nhà rồi đây. Bây giờ mình sẽ vào nhà rồi chế tạo một cây nỏ nha các bạn, tại vì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình chế tạo nỏ luôn.
Ok, ăn vô cái đã. Nãy giờ đói chả hết nổi này. Đó. Rồi, giờ mình sẽ làm một cây nỏ. Mà nỏ thì cần một cái hai cái móc dây 7 nha các bạn. Rồi, giờ thì thiếu que. Đó. Rồi. Chế tạo nỏ thôi. Nỏ đúng không? Để xem nỏ cần gì nữa các bạn. Nỏ đây. Vậy là cần chỉ đúng rồi. Chỉ đâu ta? Đây đây đây, mình còn hai chỉ này. Đó. Rồi. Đây, boom. Rồi mình có thêm được hai mũi tên từ việc đánh mấy anh skeleton đó các bạn. Rồi, giờ mình sẽ test thử nha. Ủa? À, phải giữ chuột phải các bạn ơi. Wow. Nhìn nhân vật mình cầm kìa các bạn. Wow. Ui. À, vậy là giữ chuột phải rồi bấm thêm một cái nữa để bắn nha các bạn. Wow, rồi mình bắn cái mũi tên đi đâu rồi? Đây nhặt được cái này. Rồi đi săn cá để coi có cá không nhá. Yeah. Kìa cầm cái nỏ kìa. Wow. Để mình xem coi có cá không đã. Có gà mình thấy cái hồ mình không có cá các bạn ơi. Để mình qua phía bên kia coi. Đấy. Nhìn cầm cái nỏ mắc cười quá. Rồi, ở đây coi. Ở đây cái hồ bự hơn này. Không biết có cá không ta. Có cá quá trời luôn các bạn ơi. Đây nè. Cá nè. Bắn thêm cái nữa, bắn thêm cái nữa. Nè. Mình đứng trên bờ mình bắn cho các bạn xem nhá. Đó. Rồi, bắn nè. Búp. Yeah. Rồi. Hết mũi tên rồi. Bữa nay có hai mũi tên nữa các bạn ơi. Để hôm nào mình có nhiều mũi tên ấy, mình và các bạn sẽ đi săn cá thật là nhiều luôn nha. Hãy săn bằng nỏ nó mới vui các bạn. Lấy kiếm chém thì quá là bình thường rồi đúng không? Rồi. Và ok, có lẽ tập này mình dừng tại đây các bạn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Và ở tập sau các bạn muốn Lộc làm hay chế tạo những gì mới hay thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.